Thì ở đây bà con cô bác chúng ta tín đồ Phật giáo hòa hảo, mình làm những việc ly kỳ, nấu cháo nhà thương, đắp hàng rương cho từ thiện, bắt cầu bồi lộ thuốc men, rồi làm mọi việc, có thể nói những cuộc lễ phi thường bao nhiêu triệu giờ cũng miễn phí, không có lấy các bạc nào cho, nhìn thấy không? Làm những việc thế giới là không nổi, rõ ràng bay mùi thơm cả Tây Đông. Tín đồ Phật giáo hòa hảo bay cả năm châu bốn biển, mà ta nghe nói tín đồ Phật giáo miền Tây là ta lắc đầu thôi, bái đi thua, không thể nào tưởng tượng nổi. Rất là chất phát, rất là thật thà, mà cái tình thương rất là mặn mà đậm đà lắm, đối đãi hết lòng hết dạ. Bây giờ mình sao? Bây giờ mình thấy đó, mình thấy đó, tự đáy lòng, nghĩa là cái lời nói mình á, thật chứ là từ đáy lòng nói ra, thấy không? Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, còn đối xử với ai trên còn dưới rồi thầy hay tới, nghĩa là bây giờ mình thấy trên hay dưới gì cũng vậy đó, cũng một lòng chung chánh với màu, nghĩa là từ trên dưới đối xử như nhau. Cho nên hai chữ hòa hảo, mà chúng ta nói cái gương đức thầy nói với tiện đồng minh, nghĩa là bây giờ mình thấy rằng cái cửa tổ đình đó, thì mình thấy vào mùa xuân thì ai cũng có liễn, cũng có câu này câu kia để bản ở trên, thì đức thầy chúng ta nó thu có liễn đó, cái ông nó liễn gì đức thầy mới để bốn chữ với tiện đồng minh, giàu hay nghèo đều tiếp nối như nhau. Có gì mình thấy không? Giàu hay nghèo đều tiếp nối như nhau hả? Thì bây giờ tín đồ Phật giáo hòa hảo cũng vậy, ông vua cũng đối xử như vậy, phải không? Còn kẻ hèn hạ nhất, kẻ ăn xin mới đến cũng đối xử vậy đó, mà thấy rõ ràng ông nó gọi là hai chữ hòa hảo, đồng đạo với nhau đó. Kính thưa liệt quý vị, như vậy thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta nói gương đức thầy, nhưng nói như vậy chúng ta thấy rằng hôm nay đức thầy chúng ta là được cái báo thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Quý vị mình thấy cái chân dung của đức thầy mà tôi nói nó phải nói, nhưng tôi nói cho đồng đạo mình hoài đó, chúng ta coi kỹ để mà những người mà ta quả cái chân dung đức Phật A Di Đà, chúng ta coi thành đức thầy giống thịt thằng quý vị. Bởi vì sao? Quý vị mình nhớ trong 48 là thầy nguyện đức Phật A Di Đà đó, ngài nói những tất cả chúng sanh nào mà sanh về thế giới đó rồi đó đều có cái tướng hảo y như ngài, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nghĩa là thân đều thân kim cang cả. Thì đức thầy chúng ta, đức thầy nói nè, bồng lai điên giải có ngôi, tây phương cực lạc khùng ngồi tò sen. Như vậy thì bây giờ đức thầy chúng ta từ tây phương cực lạc đức thầy qua bên này, thì cái quá thân của đức thầy chứ gì phải không? Đức thầy qua bên này bên bển đôi lát, mình đây mấy chục năm mà nó nghe đức thầy bển bỏ đi xuống đây đôi lát, mình đây mấy chục năm đó. Thì bây giờ đức thầy biểu mà ông Hương Chư Vàng muốn quán hình đức Phật A Di Đà, coi quán cái thân đức thầy là biết đức Phật A Di Đà thì rõ quá, phải không? Như vậy thì mình thấy đức Phật thứ hai là có được cái báo thân, thứ ba là có được cái thiên báo quá thân, nghĩa là bây giờ muốn độ người nữ đó quá người nữ, muốn độ người nam quá người nam, muốn độ súc sanh quá làm súc sanh, muốn độ ngã quỷ quá làm ngã quỷ, vân vân, muốn độ trong thế giới nào quá trong thế giới đó. Cho nên bây giờ chúng ta nhớ nghe đức Phật đó, ngày xưa bây giờ mình thấy đức Phật đó ha, ngài muốn quá độ một cái người nào đó, ngài đến quá đó, đôi khi có kiếp ngài muốn quá đó, độ làm loài thú, ngài quá thì quá làm con nai vàng, phải không? Rồi đôi khi muốn quá độ loài cá, ngài quá làm con cá ngư, cá kình ngư ở trong biển đó. Rồi ngài muốn quá là độ các chư tiên, quá làm thân chư tiên, phải không? Muốn quá là độ ngạ quỷ, làm thân ngạ quỷ, vân vân và vân vân. Thì hôm nay đức thầy chúng ta nè, đức thầy chúng ta đến Bà Rịa sao, đến đây thầy tớ quá mười, nói cười cười quán phúc sân đông, bởi vì mình thấy không, khi đến chỗ Bà Rịa đức thầy quá mười luôn quý vị. Như vậy thì thập hạnh của Bồ Tát đức thầy đã làm được rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng bò tam thân của đức Phật, đức thầy chúng ta có trọn pháp thân, báo thân và thiên bớt quá thân. Đến nỗi quý vị mình thấy đó hen, khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền đó, chúng ta đọc quyển nhất thầy nó quá đủ chuyện hết trơn rồi. Quý vị mình thấy thật, khi thực dân Pháp hen bắt đức thầy đó, nó vô bắt cái tại căn lầu mà 58 của bà mình mít đó hen, thầy đừng mít đó, đức thầy quá phụ nữ, đức thầy đi ra con không biết đường đâu kiếm, phải không? Thấy người phụ nữ sao đẹp quá, cái anh tay anh lại nói cưng ơi cưng, cưng là con ai cưng này kia sao hắn nữ này kia, còn nói qua nguyệt này kia đủ thứ nữa, cái đức thầy không nói, đức thầy đi luôn, mà sách cho sách đi luôn, quý vị đi ra luôn, có gì mình thấy không? Thế thì chúng ta thấy rằng hôm nay đức Phật phải có tam thân và tứ trí, thành tá sở trí, sở quan sát trí, đại viên cảnh trí, và mình thấy viên mạng báo trí. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đức Phật đều có bốn trí này, thì hôm nay đức thầy chúng ta cũng vậy, cũng đã đủ bốn trí này. Cái trí ấy gọi là trí bát nhã, nghĩa là cái trí này nó bao trùm hết trơn cả muôn loài vạn vật, cả tất cả pháp giới, cái gì cũng biết hết trơn. Cho nên bà con cô bác chúng ta coi lại đi, đức Phật khi xưa đó, khi lúc vào trường chẳng học mà thông, nghe không? Nghĩa là đức Phật khi xưa khi vô trường không học mà là thông. Hôm nay đức thầy chúng ta vô trường, đức thầy chúng ta có học gì đâu. Thật ra mình thấy từ cái lớp năm cho đến lớp nhất đi, bị ngày xưa từ lớp năm mà bây giờ lớp một đó, tới lớp nhất là bây giờ lớp năm đó, vô năm năm trường này đức thầy không có học gì được trơn quý vị, bệnh hoạn hoài không có được, bỏ gì nhà hoài hả? Mà tới chừng nào đó ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão thi ra dạy đạo rồi biết thông hết trơn tất cả, phải không? Nghĩa là biết hết trơn tất cả các thứ tiếng và pháp nào, cái gì thầy nó cũng rõ hết trơn. Đến nỗi quý vị mình thấy nhiều nhà danh tăng đấy, tức là những nhiều nhà sư đến gặp đức thầy, thầy hỏi cũng biết luôn, phải không? Đến nỗi quý vị mình biết hen, là Hương Sư Vàng đó, ông đến ông gặp đức thầy cũng bái luôn quy đức thầy. Rồi quý vị mình biết hen cả, mình thấy như ví dụ như bây giờ mà tôi nói trong Đức Minh, nó sư Đức Minh ở trên chùa núi Cấm đó, như đó tôi kể cho mình nghe đó, ông xuống gặp đức thầy, thầy hỏi câu ông cũng thua.
Ừ, ông nói Đức Thầy hỏi chứ ông sư ông xuất gia được mấy mươi năm rồi, ông nói tôi xuất gia đến nay 40 năm. Đức Thầy nói trong 40 năm ấy có khi nào ông xuất gia nữa không? Rồi đến nay biết luôn, trả lời không được. Bây giờ thấy không? Hỏi câu một đơn giản. Rồi đi xuống Cần Thơ, có ông sư ở gần Cần Thơ thấy Đức Thầy bị tín đồ đến đông quá cái ông ganh đi. Ông hỏi Đức Thầy chứ tôi hỏi chứ ông đạo. Ông cũng là ông đạo, tôi là ông đạo, tôi hỏi ông chứ người tu mấy mươi năm. Với người mới tu người nào có công đức nhiều? Nghĩa là công đức cao chứ. Cái Đức Thầy hỏi chứ tôi hỏi ông chứ bây giờ một người gần mấy nước và một người tuốt ở trong đồng bưng ở trong á. Mà thử hỏi người gần mấy nước, ỷ mình gần mấy nước mà hằng ngày tắm cho lấy có, xuống kỳ còn không có sạch. Còn người tuốt ở trong đồng bưng ở trong mà họ ra gần mấy nước họ mừng quá họ xuống họ tắm họ kỳ cho thiệt sạch. Rồi tôi hỏi ông chứ cái người mà ở gần mấy nước với cái người trong đồng bưng đó người nào sạch? Vậy mình thấy không? Rồi ông này cũng im luôn. Rồi khi Đức Thầy thuyết pháp năm 49 năm 45 đi thuyết pháp tới chỗ mà Thạch Động, chùa Thạch Động mình đi Hà Tiên đó ha. Thì ông sư này khi mà Đức Thầy thuyết pháp tại chợ Hà Tiên mà Đức Thầy đi vô phía nông vô tới chùa Thạch Động. Cái đi ngang cái đường đi vô cái ông lấy cái thiền trường ông gác ngang. Ông chặn đường không cho Đức Thầy vô. Cái hỏi ông đi đâu, ông từ đâu đến đây? Đức Thầy nói tôi từ Hà Tiên đến đây. Ông nói ông là ông đạo là sao ông nói giọng ngữ? Tôi biết ông từ Hòa Hảo kia mà. Đức Thầy nói ông suy nghĩ lại cái câu hỏi của ông coi, ông nói tôi từ đâu đến đây? Tôi mới thuyết pháp tại ở chợ Hà Tiên nên ra tôi mới đến đây. Chứ phải như ông hỏi tôi người ở đâu đến đây thì tôi cho biết ông tôi người từ Hòa Hảo đến đây. Rồi mở cái thứ hai nữa, cái hỏi ông đến đây làm gì? Đức Thầy nói tôi đến đây để khuyến nông, khuyên bà con và tất cả tăng ni lên lo cài cấy đặng cứu trợ miền Bắc hiện bây giờ đang nặng đói, đang hoành hành ở ngoài, chết trên 2 triệu người. Ông nói chứ là tôi, ông tôi nói cho ông biết nghe, tôi xuất gia 45 năm nay rồi mà tôi nói còn chưa ai nghe. Hôm nay ông tu được bao lâu rồi mà nhóm ông nói ta nghe không? Đức Thầy nói mình nói người ta không nghe tại vì mình thiếu đức, phải không? Đức Thầy nói mình nói người ta không nghe tại vì mình thiếu đức. Để giá đo rồi ông thu gậy lại quý vị. Đức Thầy nói ông nói tại ta không nghe tại mình thiếu đức. Bởi vì ông thức điếu đó bị gì đó thật động vì mình cũng lạnh dữ lắm nên ra mình mấy sự thường thường có gì mình cũng còn chẹp kẹp vậy này ha. Cho nên vậy sao nên ra thức điếu lạnh quá để thức điếu nên ra giá đó thua, phải không? Nên ra thua nên ra từ đó làm sao? Cho nên vì vậy nói tao nghe. Bây giờ dạy người tao phải làm xong thì ai dám có lời ngông với mình? Dạy người thì phải làm xong thì ai có lời ngông với mình, còn dạy người ta thì phải sao? Tự bất giáo phụ chi quá mà giáo bất nghiêm sư chi đọ. Con mà lớn lên không dạy thì con hư mình cha chịu. Mà làm thầy dạy học trò mà thầy không nghiêm thì trò thầy bị đọ chứ đâu. Ai bị đọ phải không? Thì hôm nay mình cũng vậy. Mình đã xuất gia là phải sa dứt. Mà bây giờ không sa dứt nên giáo nói người ta chơi đều phải rồi. Phải không? Cho nên vì đó cũng thu gậy cũng thu Đức Thầy luôn. Nhưng mình thấy không? Cho nên Đức Thầy nói nào ai biết tâm ta đời bát lãm. Cái tâm của Đức Thầy bao gồm bát lãm như là nắm gọn hết tất cả. Đức Phật nói khi con người trở lại cái tứ trí này rồi là đại viên cảnh trí, đó là cái trí bao trùm hết trơn tất cả. Không có chỗ nào không biết thì không chỗ nào không thấy. Cho nên Đức Thầy nói là vào ta phần hồn dạo khắp thế gian, vào sát trần nước mắt chứa chan, khắp đê thứ nghe lời thì ít. Nghĩa hôm nay cái phần hồn của Đức Thầy là nói về cái chân linh của Đức Thầy bao gồm cả thế gian hết trơn, mọi việc thế gian Đức Thầy bao hết, Đức Thầy dạo hết trơn tất cả đất nơi. Mà còn mình bây giờ đôi khi á, mình thường thường mình nói đi du lịch không đi tham quan đi này kia nhưng mà đi về mệt gần chết phải không quý vị? Còn Đức Thầy nháy mắt cái chút xíu tới trơn tất nơi, phải không? Còn mình thấy tài thiên, chúng ta coi phim tài thiên đó, mặc dù tài thiên được 72 phép thôi à, mà sao ông đằng dân cái gieo cái rồi nó bay cái dù, phải không? Nhưng mà ông đâu qua Phật tổ đâu, mình thấy ông đâu qua Phật tổ. Ông tài thiên được 72 phép của ông Tu Bồ Đề dạy thật. Nhưng mà giá đó ông mới 72 phép chứ phải là ông được hoàn toàn. Mà Đức Thầy ngày nói đó, thần thông phép Phật muôn nghìn. Phải không? Đức Thầy nói thần thông phép Phật muôn nghìn đó. Như vậy thì ông tài thiên mất 72 phép ra sao? Giá đó ông chọc trời phải nước loạn thiên cung. Giá đó Đức Phật, Đức Ngọc Hoàng mời. Mời ai? Mời Phật tổ qua đang cai trị tài thiên này chứ bây giờ nó quá rồi sao vậy? Nó làm cả Ngọc Hoàng cho sao? Chung xuống bàn luôn, chắc là chịu hết nổi chung xuống bàn luôn. Rồi bắt đầu sao? Mời Phật tổ qua cai trị tài thiên này, con khỉ này quá mất rồi, nó quậy quá quậy. Thì cuối cùng sao giác đó gặp Phật tổ cười ngắt cho trơn, vỗ tay này kia thi thố với Đức Phật. Đức Phật nói rồi ta nghe nói rằng ngươi tài phép lắm phải không? Thôi bây giờ đó ta ra một cái cuộc với ngươi thế này. Bây giờ nếu nhà ngươi bây giờ bay ra được đó hen, 5 cái ngón tay của ta đó thì nhà ngươi thắng. Còn bây giờ nếu nhà ngươi bay không được nhà ngươi thua. Thì bây giờ mình biết sao giác đó mà thiên ông mỉm cười vỗ tay vỗ dế rồi kia hen, ông cười ngất hết trơn, ông nói tưởng là cái gì có cái bàn tay, thầy ơi người ta hú một gió một cái hen, cả ngàn dặm nó còn tới. Rồi 1 2 3 rồi bắt Phật tổ thẹ tay nhảy lên, cái ông cười múa cái bay bay cái gieo tới cái xa thông thẳm thằng ngó vậy nè, cái đầu sao đáp xuống thấy bây giờ thấy xa quá rồi, thôi giờ quá xa rồi, đáp xuống thấy mấy cái trụ quá lớn mà chắc có lẽ là tới 4 cửa trời rồi, cái là
tới bốn cửa trời rồi ha, tới mấy cái góc này góc trời gì đâu, mình bốn trụ lớn quá. Thôi bây giờ thấy cũng mệt, thôi mình tiểu tiện luôn cái để làm dấu ha. Rồi bắt đầu viết mấy chữ đó luôn. Rồi ba về. Ba về cái Phật tổ nói sao, bay ra khỏi bàn tay chưa? Trời ơi, Phật tổ ơi, ông không biết thì sao, tôi bay nãy giờ là bao nhiêu dặm quá xa vậy, tôi trở về ra cho ông hay nè. Đâu, bây giờ ông coi kỹ coi, bây giờ nãy ông làm dấu gì đâu, ông để coi. Thì bây giờ Đức Phật xè bàn tay Đức Phật đưa ra, đây làm dấu đây đưa ra. Rồi, Đức Phật úp lại cái rồi nằm ngủ hình sơn luôn. Bây giờ mình thấy không? Nghĩa là bây giờ mình thấy rằng mới 72 phép mà cho đàn ta giỏi ta hay. Chỉ chọc trời phấy nước loạn thiên cung thôi, chứ đâu ra ngoài được tam giới đâu phải không? Cho nên cuối cùng bị Đức Phật để vô chụp xuống năm ngón chỉ cho gì? Tham sân si nhân ngã, Đức Thầy nói. Còn khi Đức Phật nói đó, sắc thọ tưởng hành thức, nghĩa là nằm trong ngũ quẩn, chưa ra được ngoài ngũ quẩn, chưa vượt ra được cái thân ngũ quẩn này. Kính thưa liệt quý vị, như vậy là chúng ta thấy rằng Đức Phật thứ nhất có tam thân và tứ trí. Cái thứ hai nói về cái hạnh Đức Phật đó là không bao giờ Đức Phật mê danh, mê lợi và mê tình hay quy quyền phú quý ở thế gian này. Đức Phật không bao giờ có. Đức Phật có danh, có lợi, có tình, có mọi việc, nhưng Đức Phật không bao giờ có. Đức Phật mê. Chúng ta thấy như Đức Phật tổ ngày xưa là cái danh có ai bằng ai vua không? Có ai cao bằng vua không? Không ai bằng vua. Còn nói về cái lợi thì thôi rồi, không ai bằng vua vậy. Châu báu ngọc ngà hay lụa là gắm góc cho tất cả cao lương mỹ vị, cái gì ông vua có đầy đủ hết, muốn là có liền, hô lên nói chỉ tiếng thôi mà cũng không cần luôn. Còn nói về cái tình, như mình thấy rằng tất cả công chúa không ai đẹp qua bằng công chúa Gia Du Đà La, nhưng mà rồi cuối cùng cũng bỏ, phải không? Cho nên Đức Thầy nói là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền. Còn sao Đức Thầy khuyên mình nè, xem đó hỡi người, mau lập chí tu hành khá nhớ, giữ cho nguyên, phải không? Mà mình giữ nguyên mình mới đắc đạo, mà không nguyên cái chừng nó bể, không có gì. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng thế. Cái danh mình thấy rằng là con của ông cả trong làng phải thường quý vị, phải không? Rồi ra đời giải đạo là một vị gì, một vị giáo chủ, một tôn giáo, thế mà cũng không cho ai lại, phải không? Ra đời mình thấy là một giáo chủ tôn giáo, một vị Phật mà không cho ta lại nữa. Còn bây giờ phần đông mới hơi chút bắt ta lại rồi, phải không quý vị? Cái thứ hai, cái lợi quý vị mình biết hắn là không ai cao hơn ông Phật, mà một vị giáo tổ rồi quý vị mình biết hắn là kẻ hầu người hạ, kẻ dân người phục, thế mà thầy cũng không cần luôn. Đến nỗi bây giờ mình thấy những ăn uống mọi việc như cô ký thấy Đức Thầy bệnh đó hen, nấu cháo bào ngư nè hen, nấu riêng, thấy không? Hoặc là khi Đức Thầy ngồi chỗ nào để những đồ ăn ngon cho Đức Thầy, nhưng mà Đức Thầy trang vô chung cho anh em để ăn, Đức Thầy không có ăn riêng. Đức Thầy nói thầy ăn vậy là thầy ha, sao thầy láo ăn, thầy láo ăn cái tín đồ sao, phải không? Nói về cái lợi. Rồi bây giờ mình biết hen, cả thậm chí một tín đồ thời kỳ đó, bây giờ biết năm 39 á, 40, 41 mấy cái giai đoạn, bây giờ mình biết hen là cái đồ mà lụa là mà tơ tằm đó, ở Tân Châu là cái loại lụa này rất là tốt, rất là sang trọng mới có được. Thế mà một người tín đồ ở Tân Châu mà mai hen, sau khi mà nuôi tầm đó, bắt đầu lấy tơ mới dệt được cái bộ, mất miếng vải rồi mới dệt được mấy mai bộ bà ba. Sau khi mai bộ bà ba, bà con cô bác chúng ta biết hen, mai bộ bà ba mới đem xuống dân cúng với Đức Thầy. Nhưng mà rồi bây giờ mình biết sao dân cúng với Đức Thầy đâu có nhận đâu. Bây giờ mình thấy không? Sau đó Đức Thầy cho tín đồ là ông Sáu Hiếu ở bên cô bác cô lãnh nè. Đó. Như vậy thì danh lợi gọi tình, bây giờ mình thấy đó, trong giai đoạn cái tình hen mà bây giờ là một vị giáo chủ rồi. Cả là một người cán bộ đặc biệt thương Đức Thầy, nữa thầy cũng không màng tới. Rồi con của ông cả đó hen, mình thấy Đức Thầy là Đức ông cứ làm xuôi gia, Đức Thầy cũng không màng tới luôn. Đó, như vậy thì danh lợi tình Đức Thầy cũng không cần màng tới. Rồi đó, như đoạn quyền quy thế gian này xuống đời, Đức Thầy nói đó, Tây phương trở gót quá xa đàn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang. Khi Đức Thầy trở lại tại tỉnh An Giang, mà Đức Thầy nói sao? Xuống trần chẳng dụng chốn cao ngôi. Khi xuống đây Đức Thầy cũng không dụng làm cao ngôi, phải làm vua hay làm tướng làm tá, Đức Thầy cũng không dụng nhiều trên. Như vậy là chúng ta thấy rằng quy quyền phú quý Đức Thầy cũng không màng luôn. Như vậy là chúng ta thấy rằng đối với ông Phật, cái thứ nhất là tam thân tứ trí có nè, danh lợi tình cũng không màng nè, quy quyền phú quý cũng chẳng thèm đó. Đó. Rồi cái thứ tư nữa các bà con cô bác chúng ta, cái thứ ba chúng ta biết đó, một vị Phật đó là luôn luôn lúc nào cũng phải có bốn đại đức từ bi hỷ xả. Bây giờ chúng bà con bác ha, là một vị Phật luôn luôn lúc nào cũng đem bốn đại đức này để của khắp cả thế gian để độ tất cả chúng sanh. Cho nên mình thấy Đức Thầy nói đó, Phật từ bi độ tử, độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái, phải không? Cho nên như vậy mình thấy Đức Thầy nói là sao? Mình thấy cả chư Phật ở Tây Phương Cực Lạc kia mà cũng không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh, phải không? Luôn luôn nào lúc nào cũng nhớ. Tôi nói có gì mình biết ở đây đó hen. Đôi khi chúng ta có 5-10 người coi chúng ta lo còn không sể. Thật sự mình thấy có trên, mặc dù mình có những tiếng đó, tôi đi xuống mắt mờ nó có cái bà này là 15 người con mà bà lo mình thấy cũng không sể luôn, cũng mệt chứ lắm luôn. Mà thử hỏi bây giờ chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh mười phương thế giới và vô lượng thế giới mà luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng soi cái hào quang, cũng chờ, cũng đợi, cũng trông, cũng nôm, cũng dòm, cũng dõi tới.
đặng tìm nó lo tu hành, nó lo niệm Phật, đặng cứu vớt nó về. Tôi hỏi quý vị, mình cái lo Đức Phật nó mức độ nào? Bây giờ chúng ta mà ngồi mà suy nghĩ, Đức Thầy nó tâm từ bi dẫn nhớ chúng sanh, cái câu này chúng ta thấy phải, nó là tuyệt vời, phải không? Mình có 5-10 người con, đôi khi chúng ta lo còn không xẻ nữa, lo còn không tu giáo, không được đàng hoàng. Mà Đức Phật lo tất cả chúng sanh, mà Đức Phật phải lo như vậy hàng giờ hàng phút. Coi một chúng sanh nào biết hoài đầu hướng thiện, biết lo tu hành, biết niệm Phật, thì Ngài tìm cách cứu độ, tìm cách cứu vớt về con cực lạc, về cảnh giới của Ngài. Thì cái sức lo của Đức Phật tới nhận nào, nghĩa là chúng ta không thể nào tính nổi, không thể nào tính nổi mà con, phải không? Không thể nào tính điểm nổi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật có 4 đại đức từ bi hỷ xả. Rồi cái thứ tư đó, quý vị mình biết Đức Phật đó, vào cõi ta bà này rồi, luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng làm cái gương cho chúng sanh là không một chút ô nhiễm. Dù là một việc nhỏ như mãi trần, Đức Phật không một chút ô nhiễm đó, quý vị. Còn đôi khi quý vị mình thấy bây giờ nhiều người cũng xưng Phật lắm, thấy không? Hiện bây giờ ở dưới quý vị mình biết ở Trà Nóc nó hán xưng là gì? Là Thích Bửu Quang, là Phật Thầy Tây An trở lại. Rồi ở dưới Trà Vinh thì xưng gì? Đức Quỳnh Giáo Chủ. Quý vị mình thấy ở dưới Trà Vinh xưng Đức Quỳnh Giáo Chủ. Rồi ở Cồn Châu Ma thì xưng gì? Cũng xưng là ông Đạo Châu Ma, Đạo Đồng Thơm đó mà, là của Đức Thầy trở lại nữa. Cho nên như vậy chúng ta nên biết rằng Đức Phật đó luôn luôn lúc nào xuống giải chúng sanh đều làm cái gương chúng sanh là không một chút ô nhiễm thế gian, là dù là một việc nhỏ. Đó, cho nên Đức Thầy mới nói cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê mới chứng được thiện. Là người thánh ta không còn chút nào ô nhiễm thế gian này trên, quý vị. Là Phật đó mà, Đức Thầy nó đại thánh là Phật Thích Ca đó, phải không? Cho nên là quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Phật đó, không còn nhiều cái lý do nhiều nói nhiều lắm, nhưng mà bây giờ không thể nói được thời gian này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hôm nay đó, một vị Phật là luôn luôn lúc nào cũng có đủ tam thân và tứ trí, luôn luôn lúc nào cũng có được tất cả những cái mà thế gian không thể có được. Có nghĩa là Ngài có tất cả nhưng mà Ngài không có mê nhiễm gì tất cả. Mà Ngài xuống vì chúng sanh, vì chúng sanh và vì tất cả đạo pháp, hay vì đạo pháp vì tất cả chúng sanh mà Ngài lăn lộn khỏi ta bà này tìm cách để cứu vớt, để cứu độ. Dù hoàn cảnh khó khăn, dù khổ nhọc như thế nào, Ngài không màng, Ngài không than, Ngài không trách và không bao giờ Ngài nản chí thôi lòng. Như vậy thì hàng ngày chúng ta niệm Phật là niệm một vị giác ngộ hoàn toàn, một vị trong sạch hoàn toàn, một vị có đầy đủ những đức hạnh, có những đầy đủ những trí tuệ, có đủ những quyền năng để cứu độ mình. Đó gọi là chúng ta niệm Phật. Còn bây giờ hàng ngày mà chúng ta niệm, niệm gì? Hừng sáng thức dậy cái ráng go làm ăn, nấu cơm, thấy không? Đi hái ra muốn gì đó chị tư, hay hái đồ nhãn lồng, đi chợ bán, phải không quý vị? Rồi đôi khi chúng ta niệm danh, niệm lợi, niệm tình, niệm quy quyền, phú quý, niệm này kia đủ thứ trơn, như vậy thì chúng ta niệm gì? Vậy là chúng ta niệm ma thì nhiều, niệm Phật thì ít, phải không? Tâm như trong trống giữa trời Phật thì một niệm sao, còn 10 niệm ma, phải không quý vị? Cho nên như vậy bây giờ chúng ta phải phân biệt rõ đâu Phật đâu ma. Bây giờ tôi xin đọc một cái đoạn này quý vị mình thấy nè. Ông Thanh Sĩ ông đọc, ông nói một cái đoạn này là chúng ta phân biệt rõ thế nào Phật là ma đây. Ông nói lòng tin tưởng vốn là nguồn cội, nhưng tin lầm tội lỗi càng sâu, lấy nhiệt tâm suông chẳng để được đâu, cần lấy trí suy vào mới được. Đâu là tội còn đâu là phước, Phật thế nào còn ma được thế nào. Nhất thiết cần lấy trí suy vào, phân tích kỹ rồi sao quyết định. Ma giả dối, Phật thì chân chính nè. Ma hại người, Phật chẳng hại ai, phải không? Ma làm cho nam nữ đọa đài, Phật cứu độ gái trai giải thoát. Ma ích kỷ thành ra bạo ác nè, Phật xả thân nên rất từ bi. Ma chỉ làm mài mặt tu trì, còn Phật thì cả trong ngoài đạo đức. Thấy rõ ràng không? Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng hàng ngày đôi khi chúng ta đi niệm ma, làm những việc của ma, mà chúng ta nói chúng ta đi niệm Phật, đi làm việc Phật. Mà đôi khi chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta kỹ lại chúng ta thấy rằng ma giả dối thành ra bạo ác, phải không? Và ma thì ích kỷ, chỉ biết bản thân họ, vì lợi họ thôi, còn bao nhiêu người khác sao kệ họ, phải không? Rồi đạo như thế nào kệ đạo, phải không? Cho nên vì vậy mình thấy rằng Phật với ma chúng ta thấy rõ ràng. Thanh Sĩ ông nói một đoạn chúng ta thấy rõ ràng, ma ích kỷ thành ra bạo ác, Phật xả thân nên rất từ bi, phải không? Phật thì xả thân vì nhân lỗi, vì chúng sanh, vì đạo pháp không mà. Đó, cúng dường cho Phật, Phật đành ưng, dù cho phải chịu ngàn cay đắng cũng nguyện đạo màu sẽ trắng hơn. Thấy rõ ràng không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta phải biết thì cái điều kiện là thế nào niệm Phật, thế nào niệm ma. Như vậy thì chúng ta hàng ngày niệm những con đường chân chánh, niệm đức tánh từ bi, niệm những bậc giác ngộ, những có đức độ cao siêu, thì những người có đủ những tích năng quyền diệu như Đức Phật, Đức Thầy, thì chúng ta niệm đó gọi là niệm Phật, còn trái lại gọi là niệm ma. Kính thưa quý vị, như vậy thì qua cái điều kiện thứ hai, rồi qua đến cái điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba là gì? Điều kiện thứ ba đó là chúng ta phải biết yếu chỉ và tông chỉ của pháp môn tịnh độ. Kính thưa quý vị, như vậy thì quý vị mình biết đó,
là chúng ta qua cái phần thứ ba này là chúng ta phải biết yếu chỉ và tông chỉ pháp môn tịnh độ. Bởi vì chúng ta niệm phải Nam Mô Di Đà Phật là niệm tu theo pháp môn tịnh độ. Mà nếu như chúng ta không biết yếu chỉ và tông chỉ pháp môn tịnh độ thì cả một điều nguy. Kính thưa quý vị, như vậy thì yếu chỉ như thế nào? Yếu chỉ pháp môn tịnh độ là giảng sanh về cực lạc Đức Phật A Di Đà. Thiền tông yếu chỉ vô sanh pháp, nghĩa là tịnh độ tu cầu cực lạc phương. Nghĩa là cái yếu chỉ của pháp môn thiền đó là pháp siêu sanh, nghĩa là không còn một tâm sanh. Còn yếu chỉ của pháp môn tịnh độ là cầu cực lạc giảng sanh, nghĩa là giảng sanh cực lạc. Mà Đức Thầy nói về cực lạc thánh hơi ăn dưỡng đó ha, hay là Đức Thầy nó nghe điên dạy sau này thấy thẳng đây chỉ đường cực lạc giảng sanh đó, đó gọi là yếu chỉ pháp môn tịnh độ. Còn tông chỉ pháp môn tịnh độ là gì? Tông chỉ pháp môn tịnh độ là tín, nguyện và hành. Còn tông chỉ của pháp môn thiền đó là giới, định và huệ. Bên thiền tông là pháp môn từ cái chỗ đi vào cửa không, tức là tự lực. Còn pháp môn tịnh độ là đi vào cửa có, tức là hữu môn. Bên kia là không môn, bên đây là hữu môn, nghĩa đi vào cửa có, nghĩa là có danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có sự tiếp độ và có tính nguyện hành để tu hành, nên ra gọi là tông chỉ pháp môn tịnh độ. Mà một cái đoạn Đức Thầy đã diễn trong Nguyện Phiến Thiện đó, lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, và cả võ trụ sắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi ăn dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đầu dứt cuộc luân hồi. Thấy rõ ràng không? Như vậy thì tông chỉ pháp môn tịnh độ là gì? Là tín, nguyện và phụng hành mà Đức Thầy đã dạy. Cho nên đại sư mới nói tín, nguyện, hành tam pháp cần chuyên, sao thoát khỏi tiền khiên quả tạm. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn niệm Phật rằng phải có cái điều kiện là biết được yếu chỉ và tông chỉ pháp môn tịnh độ. Như vậy thì yếu chỉ pháp môn tịnh độ là gì? Là cầu giảng sanh về cực lạc. Và tông chỉ pháp môn tịnh độ là gì? Là tín, nguyện và phụng hành. Đó là yếu chỉ không tông chỉ pháp môn tịnh độ. Qua điều kiện thứ tư, qua điều kiện thứ tư đó là chúng ta phải hiểu biết được pháp, phương pháp niệm Phật. Kính thưa quý vị, như vậy thì phương pháp niệm Phật đó nó có bao nhiêu phương pháp? Thì chúng ta thấy từ xưa đến nay trong các kinh thì có 5 cái phương pháp. Nhưng hôm nay Đức Thầy chúng ta dạy chỉ 2 phương pháp duy nhất và căn bản. Để nói qua 5 phương pháp của bên nhà Phật trước đi. Bên nhà Phật dạy có 5 phương pháp niệm Phật thế nào? Thứ nhất là trì danh niệm Phật. Chữ trì là nắm giữ, chữ danh là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là chúng ta nắm giữ, nghĩa là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là trì danh niệm Phật. Niệm miệng niệm hay là tâm niệm, nghĩa là gọi là trì danh, nghĩa là danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi lúc nào ta cũng niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật từ miệng niệm hoặc tâm niệm. Mà Đức Thầy nói chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ của mình, phải không? Hay là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt đó thì nạn tai cũng khó chứ không. Như vậy thì chúng ta thấy là thứ nhất là trì danh niệm Phật, cái thứ hai là tham cứu niệm Phật. Tham cứu là gì? Tham cứu có nghĩa là chúng ta ngồi hoặc đi đứng nằm ngồi, chúng ta tìm hiểu coi cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa như thế nào. Cái chữ Nam là nghĩa gì, chữ Môn nghĩa là gì, chữ A nghĩa là gì, chữ Di nghĩa là gì, chữ Đà nghĩa là gì, chữ Phật nghĩa là gì. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh, Mô không dục lợi chẳng cầu danh, A trừ dâm dục nuôi tinh đủ, Di dứt lắng lo giữ báo lành, Đà ấy kim thân danh bất hoại, Phật là xá lợi hiệu vô sanh. Phải không? Chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu được sáu nghĩa như thế này rồi đó thì chúng ta đạt được cái máy quyền cơ, tức là đạt cho chủ niệm Phật nhất tâm. Đó gọi là tham cứu niệm Phật. Cái thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng có nghĩa là chúng ta đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng tưởng tượng cái hình bóng của Đức Phật A Di Đà có 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt và có cái hào quang sáng choang lên cái lông mày như hình ảnh Hoành Xỉu diễn tả đó. Đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng tưởng cái tướng Đức Phật A Di Đà, không khi nào chúng ta quên. Khi đó giai đoạn mà được nhất tâm mình với Đức Phật A Di Đà hòa là một thì gọi là quán tưởng niệm Phật cũng được kết quả. Cái thứ tư là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng có nghĩa là chúng ta để bức tượng Đức Phật A Di Đà trước mặt chúng ta nè, mình ngồi rồi mình quán ngay cái bức tượng Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm Phật không một chút sao lãng. Lúc nào mình với Đức Phật cũng đồng với nhau, tâm tâm với nhau, chúng ta hòa với nhau, không còn một tư tưởng, không còn sao xen tạp, thì đến chỗ nhất tâm cũng gọi là niệm Phật, đến chỗ đạt kết quả gọi là niệm Phật rằng đó. Cho nên cái điều thứ năm là điều gì? Như vậy thì cái điều thứ năm là cái điều thật tướng niệm Phật. Chứ thật tướng là niệm Phật một cách rõ ràng, nghĩa là bây giờ mình niệm Phật là Đức Thầy dạy mình là niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật,
để cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần ai. Đó gọi là thật tướng niệm Phật. Như vậy thì nhà Phật dạy năm cái phương pháp niệm Phật, nhưng hôm nay Đức Thầy chúng ta đó, Đức Thầy mới gọi kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Có nghĩa là Đức Thầy mới biết được thời buổi hạ nguyên mặt pháp này không thể nói dạy hết năm pháp này được, bởi vì có ba cái pháp kia nó có hại chứ không có lợi. Cái pháp tham cứu, cái pháp quán tưởng và pháp thật tướng. Ở cái pháp mà quán tưởng đó là thời kỳ này ma dương lộng hành, thời kỳ này ma dương lộng hành lắm, cho nên ma dương hoặc ma âm đều có hết. Cho nên Đức Thầy sợ chúng ta quán tưởng đó hay hoặc tham cứu đó hay bị lạc lắm. Bây giờ mình nghe tín đồ Phật giáo hỏi chúng ta có một số người bị giải sanh sổ đó ha, là cũng nguyên nhân thực hiện đến pháp quán tưởng này nè quý vị. Cho nên Đức Thầy biết là không có ích lợi, nên Đức Thầy dạy hai pháp thôi. Một là pháp trì danh, hai là pháp thật tướng. Mà pháp trì danh Đức Thầy nói đó là Đức Thầy dạy mình đó là chữ Nam Mô trì giới giữ chay, phải không? Là Đức Thầy dạy mình Nam Mô Di Đà Phật nắm giữ. Hay là Đức Thầy nói chữ lục tự trì tâm bất diễn, nghĩa là Nam Mô Đà Phật đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhớ, đó gọi là trì danh. Còn cái pháp thật tướng là hồi nãy tôi đọc đó là niệm Phật, là niệm cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật, đó gọi là niệm Phật thật tướng, nghĩa là mình với Đức Phật hòa với nhau, gọi là bản lai thanh tịnh. Chứ nơi để quý vị thế nào gọi là bản lai thanh tịnh? Trong kinh Kim Cang Đức Phật có thế này nè: vô sở tùng lai, biệt vô sở cố, cố danh Như Lai. Nghĩa là từ không đâu mà đi lại, rồi không đi đâu nên gọi là Như Lai, phải không? Nghĩa là chúng ta niệm Phật lúc nào cũng câu Nam Mô Đà Phật bon ở trong tâm chúng ta, không lúc nào rời, không lúc nào mà chúng ta xen tạp, không lúc nào mà chúng ta bị lấp dấp, gọi là niệm Phật thật tướng. Cho nên vì vậy mình thấy rằng đó, hôm nay mà chúng ta trở lại cho niệm Phật thật tướng này rồi đó, thì mình sẽ thành Phật tại thế gian, mình như Đức Phật A Di Đà, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Chứ thôi được quý vị. Như vậy thì chúng ta xem qua cái điều thứ tư này là cái phương pháp niệm Phật. Thì hôm nay giáo lý Phật giáo và hỏi Đức Thầy chúng ta chỉ dạy hai pháp căn bản chúng ta nên thực hiện, đừng thực hiện những phương pháp khác coi chừng nguy hiểm. Bởi vì Đức Thầy chúng ta biết rồi, mình đi mấy phương pháp nó dễ bị lạc lắm quý vị ơi, phải không? Cho nên Đức Thầy nói đạo là giống thiệt cái đàn ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Đức Thầy đã dọn rồi thì chúng ta cứ thực hiện đi quý vị, đừng có ham dọn nữa, dọn cái chừng bị lạc đơn à. Cho nên Đức Thầy chỉ dạy một pháp trì danh và pháp thật tướng mà thôi, chúng ta nên thực hiện qua cái điều kiện thứ năm là cách niệm Phật. Như vậy thì cách niệm Phật chúng ta phải niệm Phật như thế nào? Có người thì niệm Nam Mô Đà Phật mà niệm lạp xào trong miệng á, phải không? Có người thì niệm Nam cái miệng lép nhíp đi lia như không ông ngồi cái miệng thấy đi đứng ngoài cái miệng con lép nhíp đi lia, phải không? Còn có người thì sao cái lưỡi hơi nhíp nhít, có người thì không có gì trơn im re nhắm mắt là giống như ngủ, nhưng mà ta niệm trong tâm mà không thấy, phải không? Như vậy thì nhà Phật có nhiều cách dạy mình niệm lắm. Cao thanh trì nè, phải không? Cao thanh trì là niệm lớn lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Cái đó gọi là cao thanh trì. Còn cái gì mình thấy đó gọi là diêu thanh trì, là niệm hạ xuống chút: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là diêu thanh trì nhẹ nhẹ xuống rồi, phải không? Rồi gì nữa? Rồi mình thấy đó là mặt trì. Mặt trì là gì? Mặt trì là nghĩa là đôi khi đó cái miệng mình không có nhích môi, phải không? Mà trong đó làm sao cái lưỡi mình nó hơi cái lưỡi nó còn hơi, nó còn hơi uốn éo hơi chậm á, cái môi này nó ngậm đây rồi, cái hàm răng nó cũng cắn rồi nhưng mà cái lưỡi nó còn hơi, phải không? Gọi là mặt trì. Qua cái thứ tư nó là gì? Là kim can trì, là giác này ha, là học cao mà không diêu mà không mật nữa, mà giác này mà nó dính kháng trong tâm của mình, nó không có một chút lay động, mà giác đó lúc nào cái câu Nam Mô Đà Phật cái trong tâm mình nó cũng tuôn thao bất tận, nó giống như dòng cái suối nước ở trên nó đổ xuống hoài không bao giờ ngưng, mà tự nhiên cái câu Nam Mô Đà Phật nó chẳng có rõ ràng, nó rành rẽ. Mà giống như sáu viên ông nói là ông niệm Phật mà rung động cả sáu căn ông, tức là ông rung động cả bản thể ông, đó là kim can trì đó quý vị. Mình niệm Phật làm sao mà sáu căn mà nó gom vào câu đó niệm Mô Đào Phật, nó rung động cả cái châu thân của mình hết trơn, mà không một chút nhích lưỡi, không một chút nhích môi, mà không một chút lớn tiếng, mà tự nhiên trong tâm mình nó Nam Mô Đào Phật nó bon giống như chuông đánh ở trong cổng đó, gọi là kim can trì, phải không? Cho nên như vậy mình thấy rằng cách niệm Phật đó là chúng ta thấy như vậy. Rồi quý vị bà con cô bác chúng ta hay gọi đến cái cách ngồi niệm Phật. Có người ngồi bán già, người ngồi kiết già, bán già là hàng ma, kiết già là phục ma. Thì quý vị mình thấy rằng có những anh em đạo chúng ta, có những người đôi khi ngồi bán già thì nhiều, phần đông ngồi bán già, phải không? Nhưng ngồi kiết già thì ít lắm. Cho nên vì vậy mình thấy rằng cách ngồi niệm Phật đó, thì bà con cô bác chúng ta mình phần đông là chúng ta ngồi bán già nhiều hơn ngồi là ngồi kiết già. Rồi thứ hai đó, niệm Phật như thế nào cho đúng pháp. Quý vị mình nhớ đây hen. Thì trong kinh Phật ngày xưa có thi dạy con người đó là sở tức niệm Phật. Nghĩa là mình thấy rằng chúng ta niệm Phật theo hơi thở, nghĩa là cái hơi thở chúng ta mà thở ra đó, nghĩa là thở ra thì Nam Mô A Di Đà Phật một câu, rồi hít vô Nam Mô A Di Đà Phật một câu, gọi là sở tức niệm Phật. Rồi thứ hai là ký số niệm Phật.
Niệm Phật làm sao ta niệm Phật ký số, nghĩa niệm Phật điểm số. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô Đà Phật 2, Nam Mô Đà Phật 3, điểm dài đến 10 hoặc là đến 100 hoặc đến 1000 tới bao nhiêu đó. Rồi chúng ta mỗi chúng ta cứ nghĩ. Đó gọi là ký số niệm Phật. Cho nên mình thấy nhà Phật có dạy hai cái phương pháp này. Nhưng mà Đức Thầy hôm nay Đức Thầy có dạy một phương pháp mà chính Đức Thầy có dạy cho mình thấy những tín đồ đó tu hành kết quả đó, quý vị biết ai không? Tức là ông ký giỏi. Khi mà Đức Thầy đến năm 1942 là năm nhâm ngũ Đức Thầy về nhà ông ký giỏi rồi đó, thì ông ký giỏi quy y Đức Thầy đó, thì ông ký giỏi ngồi niệm Phật thì mình thấy rằng Đức ông ký giỏi ngồi niệm Phật không có đúng cách. Đức Thầy mới dạy ông ngồi cho đúng cách. Cái thứ hai là ông ngồi niệm Phật không có kết quả, là nguyên nhân ông ngồi ông niệm Phật không có đúng cái phương pháp. Nghĩa là mình thấy ông ngồi ông niệm Phật ông lấy hơi ông niệm Phật nhiều, ông tưởng niệm Phật nhiều là kết quả, nhưng ngày giam bị bệnh còn lưng. Cái thứ hai là ông tức ngực ông này. Thì Đức Thầy nói ông ngồi niệm Phật thì không có đúng. Cái thứ hai ông niệm Phật như vậy là không có được. Bây giờ ông ngồi thẳng lưng lên, rồi ông thả hơi ông tự do, cái hơi ông thả tự do đều đều vậy đó, rồi ông cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, một hơi thở ra Nam Mô Đà Phật, rồi ông hít vô cứ niệm Nam Mô Đà Phật, như vậy là được. Mà ông cứ thả đều đều mà đừng chậm đừng mau, nghĩa là cứ đều đều từ từ bình tĩnh, không lẹ không mau mà cũng không gấp không giải đại, cứ thường thường từ từ đó. Cho nên như vậy mình thấy rằng hôm nay Đức Thầy dạy ông cái giỏi thì bây giờ mình biết ông niệm Phật thời gian ông biết trước 3 tháng giảng sanh. Bây giờ mình thấy sau khi biết 3 tháng giảng sanh rồi chắc đó ông tránh cảnh dữ lắm nha, bà ký với mấy đứa con tìm cách nuôi ông đâu cho, bây giờ thấy không, ông tìm cách ông trốn gì đó có gì ơi. Nhưng mà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình hôm nay mình có niệm Phật mà dẫn sanh nó ráng cách trốn cảnh nha, coi chừng bị cảnh nó lôi lại rồi, cái gì mà thấy cảnh nó lôi lại rồi nha, phải không? Ông tìm cách ông trốn cảnh, bây giờ mình biết nó hen là bắt đầu làm sao. Nếu mà ông ở ông thấy vậy bắt đầu cái ông lên Sài Gòn giả bệnh, anh em đồng đạo đem lên Sài Gòn, cái bà ký với mấy đứa con hay bắt sao sao máy tính là nó dẫn thăm bà ở ổng tính thăm ông ký, bắt đầu ông ký ông nghe cái đó nó bà ký mấy đứa con lên, cái ông kia đồng đạo họ đi về đồng đi chở trốn về. Mà nếu mà bà đi lên chở mà nghe nói ông ký gì vậy này, cái bà đi về về cái ông nói không giờ đi lên chở chở ông đừng cánh trốn cánh lại vậy trốn. Rồi đó giai đoạn mà khi mấy gì mình biết ha, khi ông bệnh nặng ông nằm nhà thương đó là đặc biệt là không cho vợ con vô thăm nuôi ông. Mà đến giai đoạn bà ký bà khóc bà lóc đó ha, bà năn nỉ dữ lắm, cái gì mình biết đó ha, là bắt đầu mấy ông kia ông luật sư Mai Văn Dậu mấy ông này ông kia năn nỉ thì cho đứng đằng xa, đứng đằng xa nhìn vô thôi. Bởi vì mình thấy ông kỳ đến mức độ đó, bởi vì mình thấy không, đứng đằng xa nhìn vô thấy ông ký giỏi thôi chứ dứt khoát không cho lại gần nữa đó. Ông sợ một niệm luyến ái rồi ông trở đi, ông trở lại bởi vì không được giảng sanh. Bây giờ mình thấy không, cái người mà người ta đã được biết Đức Phật A Di Đà thọ ký 3 tháng giảng sanh rồi thế mà còn kỹ vậy đó. Còn hôm nay đôi khi chúng ta coi tầm thường đó quý vị, đôi khi chúng ta tu hành chúng ta niệm Phật chúng ta coi cảnh bình thường quá, cho nên vậy chúng ta bị dễ chuyển tâm lắm, dễ bị đổi tâm, thì hai giỏi bị động tâm, cho nên mình niệm Phật không có nhất tâm, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy phần thứ 6 là chúng ta thấy rằng là cái cách niệm Phật thì chúng ta thấy Đức Thầy dạy mình đó, ngồi thẳng lưng bán già hoặc kiết già, Đức Thầy dạy mình bán già hoặc kiết già là Đức Thầy dạy mình bán già. Thì bây giờ mình thấy rồi cái phương pháp niệm Phật, cái đúng pháp là chúng ta phải thẳng lưng và niệm hơi thở đều đều ra, mình cứ quán tưởng từ từ bình tĩnh. Cái việc này cái việc niệm Phật chứ không phải việc buôn bán nha, đừng có gấp, phải không? Đừng có bộp chộp mà đừng có mãi thì kêu quá không phải buôn bán, phải không? Nghĩa là chúng ta niệm Phật từ từ bình tĩnh. Bởi vì mình thấy anh Sơn không, cái anh Sơn mà anh Long Xuyên mà sau khi mà thiêu anh được xá lợi đó, khi mà những người đến họ niệm với anh đó mà niệm lẻ anh không có chịu, khi mà đến mà họ niệm mà trợ niệm anh nó niệm lẻ anh không chịu, mà anh phải niệm từ tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, anh biểu niệm vậy anh mới cho đến trợ niệm. Anh còn người nào niệm lẻ thôi anh phát tay ra ngoài trên, phải không? Bởi vì quý vị mình thấy đó hen, cái người mà sắp sửa chết đó chí dẫn dơ kinh sợ hải hùng rồi mòn lần đến phút lâm chung, nghĩa là cái hơi thở mình nó ngắn ngắn lần lần đi, ngay ngắn lần lần mà quý vị mình niệm lẻ quá ta niệm không có kịp, quá ta niệm không có kịp quý vị ơi. Cho nên vì vậy mình thấy đó, đây là niệm Phật chứ không phải là cái niệm gì, chúng ta niệm từ từ niệm chậm rãi. Khi lên niệm Phật cũng vậy nữa, quý vị mình biết Phương Ngọc Bỉ ông hỏi mà cái giỏi đó, khi mà cái giai đoạn đó ngồi niệm Phật là khoảng 2 tiếng đồng hồ đó. Mà khi xả ra rồi bắt đầu ông Phương Ngọc Bỉ ông hỏi ông ký giỏi chứ ông ký ơi, ông ngồi niệm Phật 2 tiếng đồng hồ vậy chứ ông niệm được bao nhiêu tiếng? Thì quý vị mình biết đó, ông ký giỏi ông nói ông niệm khoảng chừng vài trăm tiếng. Mấy ông kia nói ủa sao ông niệm gì đâu mà 2 tiếng đồng hồ có mấy trăm tiếng rồi sao? Ông nói bây giờ tôi dưng đời Đức Thầy dạy là niệm Phật theo hơi thở, gọi là sở tức niệm Phật, nghĩa là tôi điếm hơi thở, thở ra hít vô mà tôi niệm từ từ, niệm từ từ. Cho nên vì vậy khi con người chúng ta mà niệm theo hơi thở đó thì cái hơi thở chúng ta còn thì chúng ta niệm Phật, mà khi hơi thở dứt thì sao? Thì hết niệm Phật thì sao? Giống đó hết thời sát thân thì mất sao? Duyên đời còn, còn ở trần ai, duyên đời hết thì bay về Phật. Mình sẽ nói ra trên hình thức tuy là còn mất nhưng thật ra đã hết tử sanh. Cho nên khi mà chúng ta dứt hơi thở này thì cái hồn chúng ta đi theo sao? Theo câu niệm Phật thì chúng ta về cực lạc.
Cho nên như vậy mình thấy rằng là ông thí giỏi ông đạt kết quả. Rồi ông hưng hào khỉ bắt trước ở đó sao về ông niệm Phật sao họ thích kết quả được. Cũng được kết quả biết trước thời gian giảng sanh. Bây giờ mình thấy không? Ông hưng sư vàng cũng vậy. Đó. Cho nên tôi khuyên anh em đồng đạo chúng ta về nhà mình có tập đó, hoặc đến đây mình niệm Phật chúng ta cũng phải tập từ từ. Đừng có gấp mà cũng đừng quá như đoạn mình thấy nó trễ nải, nghĩa là đừng có đến cho nó giải đãi quá. Giải đãi quá là chuyện nó không trọng, gục tới gục lui, phải không? Mà nếu nó gấp quá căng hơi nó mệt. Nó bắn loạn cái tâm tư của mình chân đi. Như vậy thì cái phần thứ 6 là cách niệm Phật cho qua. Qua phần thứ 7 đó, chúng ta muốn niệm Phật rằng được kết quả đó thì phải niệm Phật thì phải giữ giới. Quý vị mình nó nhớ nghe, ở đây nghe nhớ nghe. Tức là nó nam mô sao? Miệng niệm là sao? Lòng lành. Bá gia phải ráng biết rằng đường tu. Bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Thầy nó nam mô thì miệng niệm nhưng mà lòng phải làm, phải không? Bây giờ đôi khi chúng ta niệm Phật á, nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật làm sao? Lòng thì tà gian, hay kiểu này niệm Phật mà miệng niệm lòng không có lành, phải không? Ông Thanh Thiện nói miệng mô mà lòng chẳng chịu mô. Mô bao nhiêu cũng như hồ mắc mưa, phải không? Mà niệm Phật mà nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, cái lòng giống nó không chịu mô theo thì như hồ mắc mưa thì sao nó chảy ra trơn đâu có còn quý vị. Bởi vậy mình thấy Đức Lục Tổ nói đó, khẩu niệm nó mà tâm không hành thì như lộ quyển như quá. Mà khẩu không, khẩu niệm mà tâm hành thì sao? Thì khẩu tâm khẩu tương ưng thì như định huệ đẳng cố vậy. Cho nên như vậy mình thấy rằng hôm nay đó, miệng mô lòng phải mô mới được, phải không? Miệng niệm Phật thì lòng phải niệm Phật theo. Chứ đôi khi bây giờ chúng ta cứ niệm Phật không à, cái miệng thì niệm Phật mà đôi khi cái lòng mình nó tà gian đâu có được, phải không? Hoặc là đôi khi cái miệng niệm Phật, cái miệng thì niệm Phật, nhưng mà đôi khi cái tay, cái lòng của mình nghĩ sao? Nghĩ ma, nghĩ quái, nghĩ việc gian dối, những đường gạt chúng sanh, nghĩ móc túi là không. Tôi hỏi quý vị, mình từ xưa nay có ông Phật nào dạy mà niệm nam mô đạo Phật rồi đi ra tôi tính rồi tôi quánh con số này chúng độc đắc, có không? Hỏi quý vị có không nè? Đâu có, phải không? Đâu có bao giờ đâu. Bây giờ mình thấy có khi nào mà Đức Phật, Đức Thầy dạy mình niệm nam mô đạo Phật rồi đi ra tôi tính tôi quánh con số này chúng độc đắc, không? Không có. Rồi Đức Phật có bao giờ mà mình thấy rằng Đức Thầy nó tưởng Phật được lúc đầu hôm đi phim muốn giật mà cơm của người đi ra thấy người ta làm được cái máy xới hoặc cái chỗ máy cắt hay cái chỗ liên hợp bây giờ cắt nó nhiều tiền nhiều lúa đó, thôi tôi ra giờ có tiền không làm gì, thôi tôi ra tôi làm cái máy cắt ngon hơn người ta nữa, tôi ra tôi cắt tôi hước hết trơn nha, tôi làm rẻ hơn người ta nó rồi giật nồi cơm của người ta, phải không? Ra tranh giành danh lợi cho người ta giật nồi cơm với gì, phải không quý vị? Thì rồi cũng chết quất luôn, phải không? Cho nên như vậy mình thấy rằng Thanh Thiện nó thế này nè, nếu muốn thấy Phật Đà chớ đạo đức ngoài da, phải trong tâm đạo đức tất thấy Phật hiện ra. Thấy Phật không do Phật mà thấy Phật do ta. Khi tâm ta như Phật, Phật tức Phật với ta đồng hòa. Nếu hai người cùng ngó sẽ thấy nhau không xa. Nên mượn câu đạo đức để làm duyên với Thích Ca. Vậy quý vị mình thấy không? Đó. Cho nên vì vậy bà con cô bác chúng ta nên nhớ nghe. Thật là trái lời Phật, niệm ấy sẽ không thành, niệm ấy sẽ không đắc. Cho nên vì vậy chúng ta nên nhớ rằng hôm nay chúng ta niệm á, miệng niệm phải lòng lành. Cho nên niệm Phật phải giữ giới. Chữ nam mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Hay là Đức Thầy nó dình giới cấm sửa tâm ô tạp. Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Cho nên Đức Thầy mới nói nè, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, giàu làm lụng cũng mà trì trí. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng hôm nay Đức Thầy dạy mình niệm Phật phải trì giới. Cho nên Đức Thầy nói nè, chi cho bằng ta lớn cho toan, dình giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung lõa lành đau mất, ngỡ Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻ phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, xong thiền giác rước đưa sinh chúng. Cho nên vì vậy bà con cô bác chúng ta, Đức Thầy mới lượn thêm một đoạn tiếp sau đó. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền, mà niềm ân nghĩa toan đền biết nợ. Thì sao? Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Kính thưa liệt quý vị, như vậy thì điều kiện thứ bảy chúng ta thấy rằng niệm Phật muốn được rành thì phải giữ giới. Chứ bây giờ từ xưa đến nay chúng ta thấy rằng Đức Phật nói đó, tam giới đó. Bây giờ chúng ta ở tam giới Phật Pháp chứ. Giới di căn bản, bản chi bất tu đạo diễn hầu tay. Nghĩa là tam thế chư Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, lấy giới làm gốc. Mà nếu như là cái gốc mà chúng ta không có tu rồi đó, nghĩa là không giữ đó, thì sao? Phật Pháp còn xa lắm vậy, cái đạo còn xa lắm vậy. Nghĩa là cái câu niệm Phật chúng ta không có thành công đâu quý vị. Cho nên vì vậy mình thấy rằng đó, ông Thanh Thiểu nói đó, tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật. Khi niệm ấy phát lên vang rền trong trời đất,
rừng mê cháy sạch không à, biển khổ lấp bằng mặt, chỉ trong cái quát nhiên thấy rõ tam thế Phật. Kính thưa quý vị, hay là một đoạn khác ông nói đó, niệm A Di Đà Phật nói liền không hở dứt, lục tạc không đường sanh, tam bành không chỗ sức, tan dần nẻo ngục môn, hiện rõ đường lạc quốc, sức màu nhiệm vô ngần khi được chân không đích. Kính thưa liệt quý vị, cho nên điều kiện thứ 7 cho qua, qua điều kiện thứ 8 là bây giờ chúng ta niệm Phật phải thực hiện bốn đức tánh từ bi hỷ xã, nghĩa là Đức Thầy dạy chúng ta hôm nay niệm Phật để nhớ Phật và ráng làm theo bốn đức là đức của Đức Phật, đặng ngày sau chứng quả như Ngài. Như vậy thì Đức Thầy dạy chúng ta đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xã, thì bây giờ chúng ta phải thực hiện được chỗ này. Nếu bây giờ Đức Thầy nói hôm nay đó, bây giờ chúng ta mà niệm Phật mà không thực hiện bốn đức tánh từ bi đó thì chúng ta không thể vượt cực lạc được. Cho nên Đức Thầy nói ngó về tay, niệm gì quý vị? Niệm chữ từ bi, rõ ràng không? Đức Thầy nói ngó về tay mới niệm chữ từ bi, nhưng mà Đức Thầy nó cười trần thế mê si thái quá, phải không? Hay là Đức Thầy nói thế này nè, từ ngày thọ giáo với Thầy, dẹp lòng dĩ kỷ mà đầy lòng yêu dân, đó là Đức Thầy thực hiện công hạnh từ bi. Cho nên vì vậy hôm nay chúng ta thấy rằng á, con ơi muốn nên đạo màu, lòng từ bi phải rộng sâu vô cùng. Ông Thanh Thiện diễn tả một cái đoạn chúng ta thấy muốn về Phật mà niệm Phật được kết quả đó phải có bốn đại đức từ bi. Khóa không gặp đúng chìa khó mở, tu nếu không đúng chỗ khó nên, điều này bá tánh chớ quên, muốn về Phật quải xây nền từ bi. Từ bi có đường quy Phật có, từ bi không chỗ ngộ Phật không. Muốn lìa khỏi cõi trần hồng dùng từ bi để soi thông con đường, muốn thoát kiếp vô thường thống khổ nên do đường tịnh độ mà đi. Nam mô Đà Phật A Di, bao nhiêu công việc từ bi đáng làm, ham về Phật chứ ham ở thế độ mình siêu, độ mẹ cha siêu nè. Tình thương quyến thuộc càng nhiều càng tu để cứu khỏi điều trầm lưng, đền trung hiếu bằng chân công đức mà đáp nghĩa tình bằng sức tu hành. Tu hành công đức chuyên minh hiếu trung sẽ dạng nghĩa tình sẽ xong, chân công đức mà tổ tâm cứu được, sức tu hành quyến thuộc độ qua. Muốn lìa khỏi cõi ta bà phải công đức lớn, phải là tu cao, phải vậy mình thấy không? Cho nên vì vậy cái điều kiện thứ 8 là chúng ta muốn niệm Phật được gành được kết quả thì phải thực hiện bốn đức tánh từ bi mà Đức Thầy đã dạy, là chúng ta làm sao được đắc bốn đức ấy. Kính thưa quý vị, như vậy thì qua điều kiện thứ 9 là chúng ta niệm Phật phải biết được đâu chơn niệm và đâu vọng niệm. Chơn niệm có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng niệm Phật, niệm điều lành, niệm điều thanh, niệm Đức Phật. Còn vọng niệm là chúng ta niệm những việc danh lợi tình, những việc ác đức, những việc mà chỗ mà thấy gian tà xảo nghiệt mà Đức Thầy nói đó. Còn cái phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chấn dứt. Vì cái vọng niệm thì diệt thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mà ám. Nên hãy nay thành tâm niệm một niệm Phật làm sao, trừ một niệm chúng sanh, mà hãy niệm niệm Phật lìa tất cả niệm chúng sanh, đến khi nhất tâm bất loạn thì các tình dục và lòng ham muốn còn đâu mà để sanh ra được. Thấy rõ ràng không? Cho nên như vậy mình thấy rằng hôm nay ông Thanh Thiện nói đó, thể tâm chơn thì việc làm thường khởi, còn tâm vọng thì sao, thì việc giữ thường sanh. Tự xét tâm khởi giữ hay làm tất là biết rõ tâm chơn hay vọng, phải không? Vì vậy cho nên bà con cô bác chúng ta thấy rằng hôm nay đó, mình muốn niệm Phật mà được rành đó thì phải biết được đâu tâm chơn niệm Phật và đâu là vọng niệm Phật. Cho nên mình thấy khi Đức Thầy đi phía nông tới chỗ mà Lai Dung đó, thì có cái ông này ra ông trình bày. Đức Thầy nói bạch Thầy, sao con niệm Phật mà con còn nhớ những việc thế gian hoài? Đức Thầy nói giờ chỗ ông trả lời ông niệm Phật đó mới thấy việc thế gian đó, có niệm Phật mới biết được niệm chúng sanh, phải không? Có niệm giác mới có biết niệm mê, có niệm thoát mới có biết được cái niệm bị đọa. Cho nên vậy nhờ mình niệm Phật mình trở lại cái tâm thanh tịnh mới biết được cái tâm vọng. Cho nên hàng ngày chúng ta mà không có niệm Phật, có như có nhiều anh em nói cho tôi ngồi niệm Phật tôi thấy bao nhiêu cảnh nó hiện ra, là bởi vì hàng ngày chúng ta vọng quá vọng rồi. Hàng ngày chúng ta vọng tất cả việc thế gian ham muốn quá đi, hôm nay khi chúng ta trở lại tịnh tâm cái sao giống như chúng ta lại bật con đèn lên, phải không? Bật con đèn lên chúng ta thấy, chúng ta thấy là bây giờ chúng ta rọi mờ, chúng ta rọi ta thấy hàng ngày chúng ta vọng nhiều quá, tức là mình đang trở lại cái tâm chân, đang trở lại cái tâm thanh tịnh ra mới thấy được cái tâm vọng, mới thấy được cái tâm ô nhiễm đó. Cho nên vì vậy mình thấy rằng Thanh Sĩ cũng nói đó, khá phân tích nơi lòng cho kỹ, chớ để làm nhận mỹ làm con, thật tâm chơn thanh tịnh vẹn tròn, còn tâm vọng mong lung bất nhất, thấy không? Tâm chơn mới là tâm chư Phật, còn tâm vọng tâm cát ma dương, thấy không? Nói rằng còn tâm chơn là tâm cát ma dương mà. Cho nên như vậy mình còn nói là tâm chơn thì mới đến cõi Tây Phương, còn tâm vọng thì lạc đường địa ngục. Tâm chơn dẫu phong ba chẳng đục, tâm vọng vừa mới lát là nổi bùng, thấy không? Tâm chơn thì sáng suốt vô cùng, mà tâm vọng mong lung bất nhất. Cho nên như vậy bà con cô bác chúng ta hàng ngày niệm Phật, mình coi mình niệm chơn hay niệm vọng đây, phải không bà con? Rồi qua điều kiện thứ 9 đi, điều kiện 9 rồi qua cái điều kiện thứ 10 là điều kiện sau cùng của cái quá trình mà mình thấy là những điều kiện để niệm Phật dành. Điều kiện sau cùng là chúng ta niệm Phật đó là phải khai cái tâm của mình, nghĩa là Đức Thầy nói đó, lấy chơn nhơn dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc.
tánh phàm phu đổi tánh Phật tiên, nói từ bi năm tháng nói liền đồng được với giác, ngày điên rộng mở. Là chúng ta phải khai cái tâm phàm phu Phật tử của mình, cái tâm ích kỷ, cái tâm chỉ lo cho mình, chỉ biết cho mình, bỏ cái tâm đó đi. Chúng ta mở rộng cái tâm mình ra, tâm từ bi bác ái nữa. Thầy nói tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo có bị tánh thiện. Ông Thanh Sĩ nói đường về cõi Phật rộng mênh mông, gặp Phật phải qua cánh cửa lòng, bỏ nước tới không tìm được cá, gọi lìa sẽ chẳng kiếm ra bông. Phải không? Siêu phàm mê đỏ, si thì biết. Phải không? Mê đỏ đâu có thánh phàm. Thánh phàm ai tạo, si thì biết chứ. Mê đỏ đâu siêu tự nghiệm thông. Đừng có đau nam mà chữa bắt tụ, tụ tâm tất nhiên được sự dẫn sự tộc. Chúng ta phải trở lại chủ tâm mình. Kính thưa liệt quý vị, cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng hôm nay muốn niệm Phật được rành, cái điều kiện tối ưu quan trọng đó là phải khai tâm. Phải tâm khai tâm chúng sanh, phải khai cái tâm ích kỷ, mà trở lại cái tâm Phật thánh, cái tâm từ bi, cái tâm giác ngộ, phải không? Cái tâm bình đẳng, cái tâm như Phật. Thì giác đó mình với Phật đồng với nhau, này mình với Phật như nhau. Cho nên ông Thanh Sĩ nói trong mây xúc tức đầy những thước, trong lòng ta có Đức Phật Đà, cho nên giữa Phật chúng ta muốn cùng nhau gặp chẳng xa cách gì. Liên qua phải đợi đúng kỳ mấy chỗ nào, Phật tâm chờ đúng ngộ mới khai. Người tu nhớ luyện chiều mai có câu mài sắc, có ngày nên kim. Phải bà con cô bác. Cho nên vì vậy chúng ta nên nhớ rằng hôm nay đó, Đức Thầy nói Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Phải không? Hay là chẳng nói dẫn dài Phật nội tức tâm. Như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta khai tâm trần, bỏ đi cái tâm trần này, bỏ tâm chúng sanh này, mà chúng ta trở lại cái tâm Phật thánh, cái tâm của từ bi, thì chắc đó chúng ta với Phật đồng với nhau. Khi người tâm Phật phát ra, tất nhiên Phật sẽ từ ta có liền. Phải không quý vị? Cho nên chúng ta thấy từ xưa đến nay Đức Phật, Đức Thầy tu hành đắc đạo cũng từ chỗ đó mà ra đó quý vị. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rất lợi Phật. Cõi phàm cho Phật, phàm cho chỗ phát tâm, tâm nào cho nấy chẳng làm một ai. Phải không quý vị? Cho nên như vậy hai cái tâm nào là cái cảnh đó, tâm nào là quả đó, nghĩa là cái tâm là do nhân. Phải không? Cái tâm là do nhân. Cho nên như vậy cái nhân như thế nào thì cái quả như thế nấy. Kính thưa liệt quý vị, vậy thì còn 5 phút nữa phải không? Kính thưa liệt quý vị, vậy thì còn 5 phút nữa để phần kết luận đi. Kính thưa liệt quý vị, như vậy thì còn 5 phút sau cùng này, nói phần kết luận là phần sau cùng khi chúng ta niệm Phật rành rồi đó. Nghĩa là chúng ta phải đạt 10 cái điều kiện quan trọng mà vừa kể qua. Nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu được cái sự tích và hạnh kiểm của Đức Phật A Di Đà. Thứ hai phải biết được thế nào niệm Phật, niệm ma. Phải không? Thứ ba biết được yếu chỉ và tông chỉ pháp môn tịnh độ. Thứ tư là phải chúng ta phải tìm hiểu về cái gì, cái phương pháp niệm Phật. Đó. Cái thứ năm là chúng ta phải cách niệm Phật. Thứ sáu là chúng ta phải niệm Phật như thế nào, phải không? Thứ bảy niệm Phật phải giữ giới nè. Thứ tư, thứ bảy, tám đó là chúng ta niệm Phật phải giữ giới, là phải có bốn đại đức. Thứ tám là phải có bốn đại đức. Cái thứ chín là phải biết đâu trơn vọng. Cái thứ mười đạo cùng là niệm Phật phải khai tâm phạm của mình để trở lại thành tâm Phật thánh. Như vậy thì phần kết luận, kính thưa liệt quý vị, hôm nay mà nếu như một chúng sanh nào mà niệm Phật rành đúng như những điều kiện mà chúng tôi vừa trình bày qua, như vậy thì bà con cô bác chúng ta thấy cái kết quả nó được như thế nào? Kính thưa liệt quý vị, hôm nay cái người nào mà niệm Phật mà được như những điều trình bày qua theo giáo lý Phật giáo hòa hảo mà Đức Thầy đã dạy chúng ta đó, thì cái thứ nhất đó là chúng ta tiêu trừ hết tất cả bệnh tật và tai nạn ở thế gian này. Đức Thầy nói là tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật thì sao? Tai ương chẳng còn. Phải không? Cho nên như vậy hãy hôm nay mà chúng ta mà niệm Phật rồi thì tai ương không còn. Cho nên vậy chúng ta niệm Phật, niệm một niệm Phật là trừ tất cả niệm chúng sanh. Và một niệm Phật mà Đức Phật nói được nhất tâm đó thì tiêu trừ hết 80 ức tội trọng sanh tử luân hồi. Cho nên Thầy nói đó là sao? Đức Thầy nói niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ Thầy rước lại non bọc. Thấy rõ ràng không? Chẳng những chúng ta phải được tiêu nạn tất cả tai nạn khổ não thế gian này, mà chúng ta được đến cảnh bồng lai tiên cảnh đời đời thượng quân thánh đức. Mà chúng ta còn mà niệm Phật được làm sao? Sau kế đây chúng ta bước ra đến đời thượng quân thánh đức, sống được qua đời rồi, Đức Thầy nói là còn đến hội Long Hoa nữa. Quý vị mình, Đức Thầy nói đoạn nào? Mong cầu gặp Phật hội Long Hoa, con ráng trì tâm niệm Phật Đà. Bây giờ bà con cô bác chúng ta nói đó, Đức Thầy nói đó, muốn gặp hội Long Hoa đó thì phải trì tâm niệm Phật Đà. Nghĩa là chúng ta niệm Nam Mô Đà Phật này thì chúng ta được gặp hội Long Hoa và đến hội Long Hoa. Phải không? Cho nên Đức Thầy nói dõi gót theo Thầy nương Phật cảnh để vui dày xem hội hội Long Hoa. Phải không? Cho nên vì vậy mình thấy hôm nay Đức Thầy nói nè, Đức Thầy nói đài lầu lúi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài,
tới câu là khuyến giải dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh đồng lai. Nghĩa là hôm nay Đức Thầy cho biết rằng cái buổi hạ quân mạt pháp này sắp sửa đến cái màn cuối cùng rồi. Sẽ có một sự chuyển biến, sẽ đưa chúng sanh từ thời kỳ hạ quân mạt pháp mà đến cái đời tăng thánh đức, mà Đức Thầy nó thượng cổ gần hồi nên sửa đối theo nhà Phật giáo phải như keo. Cho nên mình cái người niệm Phật được cái kết quả đó là hiện tại tiêu trừ hết các chướng nghiệp mà Đức Thầy nói trữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Rồi khi chúng ta tiêu trừ hết trách nghiệp và chúng ta được bình an vô sự nè, rồi đến cả mình thấy cả rắn dữ nè, hay những cái tai nạn khổ có mưa dầu nắng lửa mọi việc này kia đó, thì chúng ta được qua, được qua hết trơn rồi quý vị. Ông anh sĩ ông nói cái đoạn này quý vị mình thấy đó ha. Ông nói à, ta còn quên một lời Phật dạy, nếu có như trai gái cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân chỉ công một phút không cần dài lâu, ngồi hoặc đứng cách nào cũng đặng, chắp tay và ngó thẳng phương Tây, lòng không mong việc có đây, A-di-đà Phật niệm dài một câu thì cũng được nạn sầu thoát khỏi nè. Nhờ hào quang Phật rọi vào thân, tiêu ma tiêu cát chướng trần, cũng như cỏ úa mà lửa phừng cháy qua, chỉ một niệm cũng là khỏi khổ, huống chỉ là niệm đặng dài lâu, dầu cho muôn thảm ngàn sầu cũng tiêu mất cả như bầu không trung. Khuyên đồng đạo khắp vùng đây đó, ráng ghi đồng đừng có bỏ qua, nhớ câu nhất cứu Di Đà, tất vô biệt niệm tất là quy tây, tất vô biệt niệm tất là quy tây, phải không? Gọn nói cái đoạn sau nè: giả lại mái âm dương biến đổi, trận cuồng phong sẽ thổi nay mai, nếu không chứa đức sâu dày, khó qua đại nạn trong ngày biết thiên, phải không bà con? Cho nên vì vậy mình thấy nhờ câu niệm Phật, nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nhờ mười phương chư Phật gia trì hộ độ mình, mà mình đi tiêu trừ hết các chướng nghiệp, các khổ não, các tai nạn, sự chuyển biến buổi hạng quân mạt pháp này, mà chúng ta còn đến đời thượng quân thánh đức và còn đến đại hội Long Hoa được. Như vậy thì kết quả của pháp môn niệm Phật mà là niệm Phật rành đó, chắc chắn hiện tại chúng ta được thành Phật. Bởi vì khi mình niệm Phật trở lại cái bản lai thanh tịnh rồi đó, thì mình với Phật đồng nhau, chúng sanh tức là Phật đà, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái kết quả của niệm Phật rành là chúng sanh tức là Phật. Niệm Phật tức Phật, nghĩa là chúng ta niệm Phật nó nhớ Phật, mà niệm Phật lại nhớ Phật ai? Tức là Phật xưa của mình, Phật cũ ngàn xưa hãy ráng tập. Tức là nó ngàn xưa là Phật mình đã có từ xưa, phải không? Cho nên vì vậy bà con cô bác chúng ta thấy mình hôm nay mình niệm Phật đó, ngó về Phật để cầu quá độ, ngó lại tâm hướng về Phật, chứ hướng về Phật để cầu quá độ, mình ngó lại tâm để mở cõi lòng, cả hai cùng được dung thông, khác nào sao giúp cho đạo hạnh như rồng gặp mây vậy đó, phải không? Ông nói mà khi mà chúng ta được vậy, gấp như cái đạo hạnh mà gấp như rồng gặp mây đó. Trăng không thấy gì mây che khuất, nhà Phật không trong bởi bức vô minh, Phật không ở cách xa mình tại mình chẳng thức tưởng hình Phật ra. Nghĩa là bây giờ chúng ta kia Đức Phật nói, Đức Thầy nói: con ơi, niệm Nam Mô Đạo Phật, mở mắt ra thấy Phật mà không thấy, nghĩa là mình nhắm mắt hoài, nghĩa là mình cứ chạy theo danh lợi tình, chữ sang danh vọng như mù đi đêm, đi hoài đi chỗ đó hoài giống như mù đi đêm không thấy gì đâu, phải không? Mà hôm nay chúng ta trở lại niệm Phật một cách thanh tịnh, niệm Phật một cách đúng bản lai, niệm Phật trở lại bản tâm của mình, xóa tất cả những tấm lòng chúng sanh mình trở lại Phật thánh, thì mình với Phật hòa nhau, thì cái kết quả là chúng sanh tức là Phật, mình tức là Phật, chứ không ai còn xa lạ. Kính thưa liệt quý vị, như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng ông thanh sĩ nói muốn làm Phật hay ma nên tự hỏi lòng ta, đừng hỏi nơi Phật tổ, cũng chớ hỏi Di Đà, việc ấy do mình tính. Phật đó, Phật ấy do việc đấy cho mình định chứ, Phật không tính sao ra. Siêu độ thì Phật bảo, làm không vốn tại ta, Phật cho mình hiện đến, Phật cho mình đi xa, phải không? Tự mình nhắm mắt lại rồi tự mình mở mắt ra, phải không? Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng hôm nay mọi việc chúng ta nên biết rằng Phật khi xưa cũng vậy. Cho nên chúng ta tin rằng, tin tưởng có cõi vô tịnh độ nè, tin tưởng mình có thể sanh ra, tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Cho nên mình thấy Phật thành được, chúng sanh thành được, thánh với phàm cũng một bóng đai, khác nhau kẻ tỉnh người xa chứ thì cũng như ai đủ hình, phải không bà con? Cho nên để kết luận như vậy, bà con cô bác chúng ta thấy rằng nếu như bây giờ bất cứ một chúng sanh nào nói chung và một tín đồ Phật giáo hảo nào nói riêng mà chúng ta thực hiện được những điều mà tôi đã trình bày mà đạt được kết quả niệm Phật rành, hiện tại chúng ta được an vui hạnh phúc. Bởi vì khi chúng ta niệm Phật này đã được Đức Phật mười phương ban bố phước lành cho mình, nếu là Đức Thầy nói đó là hàng ngày chúng ta mà tu hành cầu niệm Phật đây đó, thì nhờ ơn phước thừa của Phật sao hưởng đặng phước thừa của Phật còn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, phải không? Rồi chúng ta được thành, sau này được thành Phật. Rồi cái kết quả sau cùng đó là mình được cứu vớt tổ tiên ông bà cha mẹ và vạn lỗi chúng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật luôn.
Đó là cái điều kiện tối ưu quan trọng, và có thể nói là cái phép môn này có thể nó mầu nhiệm vô cùng cổ bậc. Thì chúng ta đọc tiếp cái đoạn này, Đức Thầy nói đó: sao hưởng đẳng phước thừa của Phật còn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh liên đại, và sao về Phật quốc ngày ngày an lạc mà cả giống dòng giải thoát lưng trầm, rồi đem đạo pháp quyền thấm độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, và sao nữa cả dạng vật đồng về Phật cảnh mà chẳng liếng trần ảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Thấy cái gì mình thấy không? Nghĩa là chẳng những mình mà tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật đều về cực lạc, về địa nước bàn, đều hành Phật hết trơn. Như vậy thì mình thấy cái pháp niệm Phật rằng này có gì mình thấy nó tối ưu quan trọng không, mà phải nó cao siêu màu nhiệm không? À, kính thưa liệt quý vị, thôi thời gian đã hết. Như vậy thì trong cái buổi trao đổi hôm nay với cái đề tài niệm Phật rằng, thì tôi cũng đem những cái sự mà trình bày ý kiến, những cái sự mà tìm hiểu lượm lạc trong kinh điển của Đức Phật, Đức Thầy, Đức Thanh Sĩ đó, để trình bày qua đây bà con cô bác mình. Tuy rằng cái lời văn hơi thô thiển, phải không? Lời nói thì không khéo léo lắm, như làm cái chất giọng thì mình thấy nó không hay. Nhưng cái mục đích và cái mục tiêu của chúng tôi đó là làm sao cho bà con cô bác mình nhận rõ được cái chân lý, nhận rõ được cái chỗ phương pháp chúng ta niệm Phật, là chúng ta gặt hái kết quả trong hiện tại và cái tương lai, để chúng ta không phí uổng cuộc đời hành đạo của mình trong một kiếp. Quý vị mình biết đó, bởi vì có một kiếp mà mình hành đạo mà không được kết quả nó tiếc uổng lắm quý vị. Cũng giống như mình đi buôn trong một đời mà mình đi buôn mà nó nghĩa là sao cuối cùng bị lỗ trắng tay thì nó đau khổ cả một đời thôi. Mà một kiếp mà chúng ta tu hành mà không thành công kết quả được thì chúng ta trôi lăn trong cõi ta bà này sẽ vô những kiếp khổ. Nếu kiếp này bến giác chẳng tiền sang thì kiếp đấy còn muôn ngàn kiếp báo, phải không? Cho nên vì vậy mình thấy rằng hôm nay đó chúng ta ráng cố gắng nghe Đức Thầy để về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, để rồi chúng ta được sau này được ảnh hưởng mà chúng ta mới cứu giấc tổ tiên bà cha mẹ. Như vậy thì thời kỳ này đó, anh sĩ nói xưa tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương. Đức Thầy nói kỳ xả tội, nó còn một lúc sau con tu làm có hưởng nhận. Vậy thì bà con cô bác chúng ta từ đây đến khi Đức Thầy gặp mặt, Đức Thầy trở về đó, không còn xa xôi gì nữa. Vì Đức Thầy đã sinh lại và Đức Thầy đã nhận chờ mình. Mà Đức Thầy nói đó là Đức Thầy chờ trong mình đến mỏng dạ rồi. Đêm dài dặn cạn dầu tim lũng, chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng, để làm cho mít bụng chị hàng nơi cung nguyệt, chờ trong mỏng dạ. Đức Thầy chờ trong mình nó mỏng dạ, nó mòn mỏi dữ lắm rồi quý vị. Ráng cố gắng rồi Đức Thầy nó chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tới độ giác lành về ngôi, thấy không? Mà ngặt Đức Thầy chờ đợi hoài, chờ riết mỏng con mắt, phải không? Mòn con mắt luôn mà không thấy ai trẻ về cho ai đi đến Đức Thầy cho Thầy buồn lắm quý vị. Thôi như vậy thì tôi ước mong bà con cô bác chúng ta ráng cố gắng tinh tấn lên cúng đại niệm Phật và làm lành giữ giới đó, ráng cố gắng tinh tấn và tinh nghiêm, đặng cái ngày sau đó khi Đức Thầy trở về đó, chúng ta đủ cái phước đức, đủ cái điều kiện mà chúng ta gặp mặt Đức Thầy. Thôi lời sau cùng, nguyện giái Tam Bảo mười phương qua đến Đức Phật, Đức Thầy, quan thượng đẳng đại đàng thường lai hộ trì cho toàn thể quý cô bác và anh chị em thân thể được mạnh lành, tinh thần luôn sáng suốt, và tinh tấn tu hành lập công bồi đức để kiếp đến long qua chào Phật, kiến diện Đức Phật, Đức Thầy, nghe được pháp màu và đồng thành Phật quả. Đó là lời sau cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Kim Liên Phật. Thành thật cảm ơn quý vị. Nam mô Đà Phật. À, kính thưa quý cô bác anh chị em, đến đây là cái phần sau cùng, là cái phần làm lễ hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh và cũng như những tín hữu Phật giáo hòa hảo đã góp tịnh tài tịnh vật vào cái chương trình niệm Phật này, và cho cái quyền thất tổ và cho tất cả chúng ta đến đây niệm Phật để được kết quả do phần hồi hướng được bắt đầu. À, kính thưa quý vị, xin quý vị hướng về Tam Bảo Phật Đài thành kính ba xá: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và xin đồng quỳ. Đồng chắp tay dâng lên trán, lễ hồi hướng bắt đầu. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay chúng con tịnh tọa niệm Phật được bao nhiêu vi trần công đức, xin nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và những đồng đạo góp tài vật vào chương trình niệm Phật, và tất cả của quyền thất tổ chúng con, và tất cả chúng con đến đây niệm Phật nhờ ơn Phật Tổ Phật Thầy và quý quan ngài từ bi gia hộ độ cho kẻ âm được siêu, người dương được mạnh, và
hộ độ cho đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới mưa hòa gió thuận, vạn sự bình an. Và cầu nguyện của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, cầu nguyện phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, cầu nguyện ba tâm giảng dân từ tâm bác ái giải thoát mê đi. Và cầu nguyện Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử, tiểu tai tịnh sự trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi đầu đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thôi. Cúi đầu đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thôi. Cúi đầu đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thôi. Và cúi đầu đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Bốn đại đủ, xin quý vị đồng đứng lên và thành kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa liệt quý vị, lễ hồi hướng công đức đã qua, đến đây là phần lễ nghi thức viên mãn. Xin quý vị hướng về cửu quyền thành kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thôi. Hướng về Tam Bảo thành kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng về chân dung Đức Thầy, Đức Thánh Sĩ và Ngài Quang Thượng thành kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và hướng ra bàn thông thiên. Hướng ra bàn thông thiên thành kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bàn thông thiên xong, ta xây vào bên trong. Kính thưa liệt quý vị, để đáp ân và tri ân những bậc đạo cao đức cả và những bậc đã đản sanh ra Pháp thân Đức Thầy, tức là Đức Tôn Sư của chúng ta, đó là Cố Đức Ông, Đức Bà và những thánh tử hy sinh vì đạo pháp và những anh hùng bảo vệ gian sang tổ quốc. Một phút tri ân mặc niệm bắt đầu. Một phút tri ân mặc niệm đã qua, chúng ta thống nhất xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa liệt quý vị, buổi tình tòa niệm Phật nay đã được viên mãn. Quý vị tự tiện. Nam mô A Di Đà.